Chúng ta tiếp tục nào bà con, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi vật liệu cho công trình này. Để thay đổi vật liệu, các bạn chọn về tab import, chọn vào biểu tượng thùng sơn. Các bạn bấm chuột trái một lần vào công trình để phần mềm sẽ tự định vị và nhận diện bề mặt. Tôi bấm chuột trái vào. Bề mặt của chúng ta đã được định vị. Bây giờ thêm vật liệu chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào đây dấu cộng. Sau khi bấm vào dấu cộng, chúng ta sẽ chọn chuột, chọn những bề mặt vật liệu. Tôi sẽ bố trí lại phần cỏ này. Nhấn phím W để di chuyển gần lại. Rồi, ok man. Bây giờ thật đơn giản, chúng ta sẽ bấm chuột trái vào đây. Một bảng hiện ra sẽ cho phép chúng ta chọn vật liệu. Tôi sẽ chọn phần len cáp để chúng ta cùng nhau bố trí vùng cỏ bên trong và bên ngoài tương đồng với nhau. Tôi bấm chuột trái vào. Cỏ đã có, thậm chí còn có hoa lá, rất là vui. Tiếp theo chúng ta bấm dấu cộng để thêm một vật liệu. Tôi bấm chuột trái và chọn vào ô cỏ này. Tiếp tục chọn phần len cáp. Tôi xoay qua đây. Thêm một ô nữa nào. Bấm vào đây và vẫn chọn phần len cáp. Tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi vật liệu kính thì sao nhỉ? Tôi bấm dấu cộng, bấm trực tiếp ô cửa sổ, chuột trái một lần. Tôi sẽ chọn phần kính. Lập tức kính đã vào. Bây giờ chúng ta xoay qua một góc nhìn khác, tương đối đẹp hơn và dễ quan sát. Góc này cũng được đây. Cả nhà chú ý, để chỉnh những thông số của kính chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào biểu tượng Edit ở đây. Refresh, mức độ và cường độ phản xạ, các bạn tăng cao hay thấp. Mức độ phản xạ thấp nhất, chúng ta có thể kéo lên hay giảm xuống. Ở dưới này chúng ta có chỉnh độ trong suốt. Tôi chỉnh vừa phải, độ mờ nhòe. Các bạn nên biết cách kết hợp những thông số này một cách hợp lý nhất để chúng ta cùng nhau hòa trộn vật liệu kính một cách hoàn hảo nhất. Dưới này là mức độ ảnh hưởng của vật liệu. Các bạn có kích hoạt phản xạ hai mặt hay không? Khá đơn giản phải không nào? Nếu như chúng ta muốn xóa vật liệu này, các bạn bấm chuột trái vào đây. Còn đương nhiên, nếu bạn muốn đổi màu, chúng ta bấm qua đây. Các bạn có thể tùy chọn những màu sắc nào mình cảm thấy ưng ý. Đã xong phần kính, bây giờ chúng ta cùng nhau đánh dấu check vào đây để thoát ra ngoài và đồng ý. Các bạn nhấn phím E trên bàn phím để chúng ta nhìn thấp xuống. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt và sử dụng cỏ của môi trường. Nhấn E. Sau khi chúng ta đã có một góc nhìn hợp lý rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kích hoạt sử dụng cỏ nào. Di chuyển trò chuột về công cụ dựng và tạo địa hình. Chọn cỏ, các bạn có thể on hoặc off chỉnh chiều cao của cỏ, kích cỡ cỏ, độ xô nghiêng. Ngoài ra, các bạn có thể hòa trộn các loại hoa vào thảm cỏ của chúng ta. Các bạn có thể bấm vào đây và chọn một loại nào đó nữa. Tôi chọn loại này. Thông số đầu tiên, chúng ta có thể thay đổi độ phân tán ngẫu nhiên hay không. Khi tôi di chuyển thông số này, thì cường độ phân tán các cây hoa cũng sẽ thay đổi theo. Tôi kéo lên cho các bạn thấy. Kích cỡ và random size, tức là biến đổi ngẫu nhiên về kích cỡ của hoa. Các bạn có thể cho thêm nhiều cây nữa. Tôi chọn đá. Chúng ta cũng có thể thay đổi được kích cỡ lớn và độ ngẫu nhiên trong cách sử dụng kích cỡ, tức là có đá to và đá nhỏ. Các bạn có thể thay đổi cả hai ô tiếp theo